Rồi, kênh video Đức Phước Trần gửi lời chào đến toàn thể quý vị cũng như các bạn đến với video mới nha. Ở video này thì Đức Phước Trần tôi xin gửi chúng ta đến một cái hình ảnh mới. Đây là cái hình ảnh của sân vận động Đông Kinh, nằm ngay trung tâm của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Và sân vận động Đông Kinh này thì nằm ngay đối diện với chợ Đông Kinh, một trong những ngôi chợ lớn ở tại khu vực của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chợ Đông Kinh này thì đây là nằm ở trên phố Bà Triệu, tức là nằm trên đường Bà Triệu. Và như những video trước Đức Phước Trần tôi có dịp chia sẻ rằng là khi chúng ta đến với Lạng Sơn thì nên là chúng ta nên đi một trong bốn ngôi chợ lớn ở đây. Thứ nhất là lớn nhất, có thể nói rằng là đây là chợ Đông Kinh, là một trong những ngôi chợ lớn nhất. Đây là một trung tâm thương mại buôn bán tất cả những hàng hóa sầm uất nhất, và đây cũng là chợ vùng biên. Nếu như chúng ta không đi được chợ Tân Thanh, nơi mà giao thương hàng hóa của Việt Nam tại Trung Quốc chính yếu, thì chúng ta nên đi chợ Đông Kinh ở tại trung tâm của thành phố Lạng Sơn để chúng ta tham quan một vòng, có thể mua sắm những hàng hóa trong đây. Thứ hai là chúng ta có thể đi chợ Kỳ Lừa. Chợ Kỳ Lừa thì có chợ chính là ban ngày, ban đêm thì có chợ đêm, và đặc biệt là vào mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 hàng tháng âm lịch, thì ở đó diễn ra đó là chợ đêm Kỳ Lừa. Và chợ thứ ba đó là chợ Giếng Vuông. Chợ thứ tư đó là chợ Chi Lăng. Đó là bốn ngôi chợ nổi tiếng ở tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Và ngay bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta đồng hành với Đức Phước Trần tôi, chúng ta sẽ vào tham quan, thăm viếng, mua sắm ở chợ Đông Kinh nha. Let's go. Đây chúng ta đã vào bên trong của chợ Đông Kinh. Thì thấy rằng là bên tay trái từ ngoài hướng vào đây là cái khu vực của nhà gửi xe, cho xe gắn máy cũng như là có chỗ đậu xe hơi. Bên cạnh đó thì hai bên họ bán khá là nhiều đồ đạc, về đồ gia dụng, về chăn gối mền cũng như là nồi ơi, son chảo và đồ điện. Bên trong thì có rất là nhiều đồ chơi trẻ em, đồ điện tử. Và ngôi chợ này thì có 4 tầng. Tầng 4 tầng. Và bên trong thì cũng có hệ thống thang cuốn luôn. Tuy nhiên thì theo Đức Phước Trần tôi đã đi vừa đợt rồi đó, thì hệ thống thang cuốn ở đây đã bị hư, ngưng hoạt động. Để chúng ta thấy là rất là nhiều hàng hóa buôn bán đây, đặc biệt là những cái hàng hóa đồ chơi trẻ em thì cực kỳ nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trong nhé. Đây, đây hệ thống thang cuốn nhưng mà đang ngưng hoạt động đây. Rất là nhiều hàng hóa. Theo sự quan sát thì Đức Trần tôi thấy ở đây là tầng 1 đó, tức là tầng trệt, tầng 1 của miền Bắc, tại tầng trệt miền Nam. Ở đây người ta bán hàng bát nè, hàng gia dụng nè, hàng sắt nè. Tầng 2 thì họ buôn bán về hàng vải, tạp hóa, túi xách, đồ gia dụng. Tầng 3 thì quần áo may mặc, đó là nhà. Và có tầng 4 thì dành cho văn phòng của các công ty, nơi làm việc. Rồi chúng ta đi một vòng thẳng ra phía sau trước nha. Đây người ta bán khá là nhiều đồ đạc. Chúng ta thấy rằng là hàng hóa của chợ Đông Kinh này họ trưng bày rất là đẹp, đa dạng mẫu mã. Mặc dù lượng khách đi cũng rất là vắng, ít. Mình có cam kết.
Phía sau bên ngoài của nhà lòng chợ Đông Kinh thì ở đây họ có một cái gian hàng, những cái sạp của những người dân tiểu thương người ta bán riêng nữa. Ở đây là cái cổng sau của chợ Đông Kinh. Bây giờ chúng ta lên lầu nha. Trên lầu đây thì chủ yếu là họ bán giày dép và túi xách. Vâng, và như thế thì ở trên đây còn một tầng nữa là văn phòng làm việc của các công ty. Nếu chúng ta muốn lên thêm một tầng nữa, tầng làm việc thì ta đi lối này. Hiện tại thì Đức Phú Trần tôi đã ra cái khu vực của tạm gọi là cổng phía sau của chợ Đông Kinh. Ở đây là khu vực của những tiểu thương người ta bán những cái gian hàng không nằm trong nhà lòng chợ. Và ở đây thì cũng xen lẫn rất là nhiều hàng hóa. Đây là mặt sau của chợ Đông Kinh, nằm ở trên đường Nguyễn Du. Đây, khu vực mặt sau của chợ Đông Kinh nằm trên đường Nguyễn Du đây. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Đức Phú Trần tôi đang đứng ở khu vực mặt sau của chợ Đông Kinh, bên trên đường Nguyễn Du. Và mặt sau này đó thì đây là một phần của chợ Đông Kinh luôn, đó là gọi là chợ bờ sông. Đây là tất cả những cái gian hàng người ta bán rau, thịt, cá, vân vân, hoa hoa quả. Thì đây là chợ bờ sông, tức là sông Kỳ Cung, con sông chảy ngược mà Đức Phú Trần tôi đã có dịp chia sẻ đến quý vị các bạn những cái hình ảnh cũng như những thông tin về dòng sông này. Thì bây giờ hôm nay là ban ngày cho nên là gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh về sông Kỳ Cùng này ở cái đoạn khu vực của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn nha. Đây thì đây là khu vực bên dưới, đó là cầu Kỳ Cùng, đó là cầu Kỳ Cùng. Thì bên tay phải màn hình đây, đây là khu vực của đền Kỳ Cùng. Còn bên tay trái màn hình đây, đây là cái khu vực của chùa Thành, chùa Thành. Và sau lưng đó là của tập đoàn Vincom đó, Vincom Plaza. Còn đây là cái dòng sông Kỳ Cùng, dòng sông chảy ngược, chảy qua trung tâm của thành phố Lạng Sơn.
Rồi, hy vọng với những giây phút vừa rồi thì cũng mang đến với quý vị các bạn những hình ảnh cũng như là những cái thông tin về chợ Đông Kinh, một ngôi chợ rất sầm uất và lớn nhất ở tại thành phố Lạng Sơn, về tất cả những hàng hóa của vùng biên giới của Lạng Sơn với lại Trung Quốc. Và chúng ta thấy cũng rất là nhiều hàng hóa họ trưng bày ở đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha.